Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu, người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ. Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế, yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng. Có thể vợ mình vì những phút nếm lòng nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng. Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được, cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn. Mình cũng có những phút giây cảm thấy sao lòng khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được. Nghĩ về cái đã quá nhiều khi như nỗi tiếc, mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ mình buồn. Sau những lần nghỉ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn và cảm thấy mình như người có lỗi. Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói, cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn. Mà có thích chí mình cũng sao lòng, ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ, đừng có trách chi những phút sao lòng.